Tối 13 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ tôn vinh và trao danh hiệu doanh nghiệp xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư năm 2023 với chủ đề tăng trưởng xanh, hành trình hướng tới giảm phát thải bằng không. Đến dự và phát biểu có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải phóng và các sở ngành cùng tiến hành xây dựng bộ tiêu chí xét chọn để tôn vinh và trao danh hiệu doanh nghiệp xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 hướng đến ba giá trị cốt lõi. Đó là tôn vinh, khen thưởng, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ các quy định về xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, có nhiều nghiên cứu và sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, nâng cao tính cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế. Trên cơ sở đó, giải thưởng doanh nghiệp xanh được công bố xét chọn ngày 31 tháng 5 và nhận hồ sơ đến ngày 10 tháng 8 năm 2023. Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 120 hồ sơ doanh nghiệp đăng ký tham gia. Trải qua hai vòng đánh giá của Hội đồng thẩm định và Hội đồng xét chọn, đã có 90 doanh nghiệp được đề cử trao giải thưởng doanh nghiệp xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Giải thưởng doanh nghiệp xanh sẽ là tấm hộ chiếu xanh giúp doanh nghiệp vượt các rào cản xanh, vươn mình mở rộng thị phần xuất khẩu tại các thị trường trên thế giới, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực cung ứng sản phẩm, hàng hóa cho thị trường nội địa. Cao hơn, chuyển đổi xanh sẽ là cơ hội để doanh nghiệp đi tắt đón đầu, vượt qua thách thức và bắt kịp đà phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.